Thưa quý vị, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc khiến một người bán thịt bị đâm chết. Theo thông tin ban đầu, chị T, 48 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Thụy, tỉnh Hậu Giang, đang đứng bán thịt ở ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An, thì Danh Thanh Sơn, 50 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Dùng Riền, tỉnh Kiên Giang đi đến. Do có mâu thuẫn từ trước, hai người xảy ra cửa cãi rồi dùng dao cắt thịt đâm vào cổ chị T. Sau khi chị Tây ngã xuống, Sơn dùng dao tiếp tục cứa vào cổ chị Tây, khiến chị tử vong sau đó. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân, được trình báo công an địa phương đã có mặt kịp thời để tạm giữ sơn.